Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo, 6 giờ, hôm nay, ngày 29 tháng 1 năm 2022, với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Thưa quý thính giả, liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, theo kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân của Bộ Y tế, chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022. Bộ Y tế sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm. Đây là nội dung triển khai chiến dịch tiêm chủng đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 của Bộ Y tế. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tuyệt đối không để lãng phí. Triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine. Các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng. Thưa quý thính giả, ngày 28 tháng 1, Chính phủ ban hành Nghị định 15 năm 2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, Nghị định mới ban hành giữ nguyên các quy định so với dự thảo lấy ý kiến, trước đó được Bộ Tài chính đưa ra, với việc tập trung vào quy định giảm thuế giá trị gia tăng, quy định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, và hiệu lực thi hành. Cụ thể, Nghị định quy định giảm 2% thuế suất VAT trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, sau khi giảm trừ, mức thuế VAT các mặt hàng thuộc nhóm được giảm sẽ ở mức 8%. Tại nghị định này, Chính phủ cũng quy định cụ thể về nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế VAT. Thưa quý thính giả, sáng ngày 28 tháng 1, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Quốc tổ Hùng Vương nhân dịp lễ dân cúng bánh Tết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đến dâng hương, dâng hoa Quốc tổ Hùng Vương tại đền tưởng niệm các vua Hùng và đức lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, thành phố Thủ Đức còn có nguyên lãnh đạo nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ngành và người dân thành phố. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đoàn lần lượt dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, tượng đài Bắc Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Nghị định 123 tăng mức phạt tối đa lên 150 triệu đồng đối với chủ xe là doanh nghiệp để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định. Dự kiến, từ chiều ngày 28 tháng 1 đến sáng ngày 29 tháng 1 là giai đoạn cao điểm người dân đổ về quê nghỉ Tết. Rất dễ diễn ra tình trạng nhồi nhét khách về quê dịp này. Đối với chủ xe là cá nhân, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền 400.000 đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng. Chủ xe là doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng đối với mỗi hành khách vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối đa không quá 150 triệu đồng. Trong khi đó, đối với xe có hành trình trên 300 km, chủ xe là cá nhân sẽ bị phạt 1 đến 2 triệu đồng trên mỗi hành khách vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền không quá 75 triệu đồng. Đối với chủ xe là doanh nghiệp, phạt tiền 2 đến 4 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối không vượt quá 150 triệu đồng. Thưa quý thính giả, sáng ngày 28 tháng 1, một ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc, thì bất ngờ lật ngửa bụng giữa lòng đường. Hai người đi trên ô tô may mắn thoát chết. Trung tá Lê Minh Hoàng, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa phận xã Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Xe ô tô gặp nạn mang biển kiểm soát thành phố Đà Nẵng. Theo Trung tá Hoàng, sau khi nhận được tin báo,
lực lượng cảnh sát giao thông, trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng cứu xế hợp. Chiếc xe may mắn bị hư hỏng nhẹ, nên sau khi khắc phục, tài xế tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Thưa quý thính giả, phá cửa phòng trọ vào trong, công an ở Bình Dương phát hiện thi thể một người phụ nữ bị bó chặt bằng mền. Quá trình điều tra đã xác định được nghi phạm giết người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương trưa ngày 28 tháng 1 cho biết, đơn vị vừa phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người phụ nữ trong phòng trọ ở thị xã Bến Cát vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Cụ thể, công an thông báo truy tìm đối với Trương Quốc Trọng, 29 tuổi, quê Đắk Lắk, nghi phạm giết bà Nguyễn Thị Thúy Hải, 41 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, ngụ phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Theo điều tra, vào trưa ngày 11 tháng 1, nhận được tin báo của người dân về việc một phòng trọ khóa cửa bất thường, công an thị xã Bến Cát đến hiện trường để xác minh. Tại đây, công an phát hiện một thi thể nữ giới bị bó chặt trong mền nằm giữa phòng trọ, cửa bị khóa ngoài. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án mạng, đồng thời truy xét đối tượng gây án. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý thính giả, thư ký báo chí Jen Psaki cho biết, Nhà Trắng đang đối phó với những thách thức hậu cần trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên thay thế cho châu Âu nếu nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Chính quyền Mỹ đang đàm phán với các công ty năng lượng và các quốc gia khai thác khí đốt lớn trên toàn cầu về tiềm năng cung cấp một lượng lớn khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong trường hợp việc giao hàng của Nga bị gián đoạn. Na Uy và Qatar, các nhà khai thác và xuất khẩu khí đốt lớn, nằm trong số các quốc gia mà Mỹ đang thảo luận về việc cung cấp với số lượng hơn cho các khách hàng châu Âu. Nga, quốc gia cung cấp hơn 1/3 lượng khí đốt tự nhiên mà châu Âu tiêu thụ, có thể thay đổi chính sách vận chuyển khí đốt nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow về một cuộc xâm lược có thể xảy ra vào Ukraine. Các đồng minh châu Âu của Mỹ lo ngại. Thưa quý thính giả, nhà vi rút học Jen Margel Hegan tại Đại học Otago của New Zealand mới đây nhận định những người được tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 có thể phòng tránh việc lây nhiễm phiên bản mới của biến thể Omicron BA2, vốn được các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình. Hiện biến thể Omicron, còn gọi là BA1, đang là biến thể chủ đạo gây dịch COVID-19 ở New Zealand và trên thế giới. Tiến sĩ Gail Hegan cho biết, nghiên cứu cho thấy việc tiêm đủ liều cơ bản và mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 đã chứng tỏ hiệu quả chống lại biến thể Omicron và phiên bản tàng hình. Với mũi tiêm tăng cường, con người có thể giảm tới 90% nguy cơ phải nhập viện khi nhiễm cả BA1 hay BA2. Thưa quý thính giả, phiên chợ không đồng hỗ trợ đồng bào vùng cao dân tộc Vân Kiều tại xã Linh Trường được Công an huyện Gia Linh phối hợp tổ chức cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Gia Linh. Phiên chợ gồm 60 gian hàng với đủ đầy các loại hàng hóa, gạo, nước mắm, rau xanh, mứt, bánh kẹo, bánh chưng, bát đĩa, áo quần được tổ chức trong khuôn viên trường tiểu học Linh Trường. Bà Hồ Thị Lích, bản Khe Xu không giấu được niềm vui khi có mặt tại phiên chợ nồng ấm tình người này. Đây thực sự là một bất ngờ. Nhìn những nụ cười, ánh mắt vui mừng, hạnh phúc của bà con, tôi hy vọng đồng bào miền núi Linh Trường sẽ có một cái Tết ấm cúng. Thưa quý thính giả, khi nhắc đến công viên, người ta thường nghĩ đến nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí của một khu dân cư nào đó nơi thành phố, thị xã, thị trấn đông đúc, hiện đại. Ấy vậy mà đến xã Y Tý, Bát Xát, nơi tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên hoang dã, lại có những công viên nhỏ xinh tồn tại cả thế kỷ này. Công viên Choãn Thèn là một trong những công viên của xứ mưa, được người dân gìn giữ như kho báu, còn du khách thì bình chọn là công viên nổi tiếng bậc nhất Lào Cai Tây Bắc. Trong hành trình khám phá mảnh đất Y Tý, du khách không thể bỏ qua công viên Choãn Thèn. Cách trung tâm xã tầm 1 km, lại nằm giữa thôn du lịch cộng đồng Choãn Thèn, nên nơi đây luôn có rất đông du khách tới tham quan, chụp ảnh, check-in, săn mây, săn lúa chín, ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn. Từ trung tâm xã, du khách chỉ cần vít nhẹ tay ga xe máy tầm 3 phút đồng hồ theo con đường liên thôn, tới cuối con đường sẽ đến một công viên rộng gần 1000 m². Cũng giống như các bản làng người Hà Nhì khác, công viên Choãn Thèn nằm ở trong thôn và là nơi sinh hoạt tâm linh cộng đồng rất quan trọng của tộc người này. Vào dịp đầu năm mới, dịp lễ, Tết, cầu mùa, ăn cơm mới, người dân lại tụ họp về công viên thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng dân gian, trao đổi chuyện làng,
chuyện sớm, chuyện nhà cửa và cùng tham gia các trò chơi của dân tộc mình. Không có những tạo hình hiện đại như các công viên ở phố thị, công viên choảng thèn giản dị vô cùng. Trong công viên có một ngôi nhà không vách và hai đồ chơi tự tạo dựng, giữa sân là đu quay A Quý và đu dây A Gừ. Đặc biệt, nơi đây càng thêm tươi đẹp, sống động và hút khách vào mùa lúa chín và mùa mây lúc bình minh hoặc chiều tà. Trong những thời điểm ấy, từ nhiều góc cạnh, du khách sẽ có những khung hình tuyệt mỹ khác nhau và đều có chung cảm nhận. Đây là cảnh sắc tuyệt đẹp mà nhiều khi người ta còn ngỡ đang ở chốn Bồng Lai. Thưa quý thính giả, Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois và Trung Tây Hoa Kỳ. Vùng đô thị Chicago là nơi cư trú của 9,5 triệu người và là vùng đô thị lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Chicago là thủ phủ của quận Cook. Chicago được hợp nhất thành một thành phố vào năm 1837, với vị trí nằm gần một dòng nước chuyển tải giữa Ngũ Đại Hồ và lưu vực sông Mississippi, và phát triển nhanh chóng vào giữa thế kỷ 19. Ngày nay, thành phố là một trung tâm quốc tế về tài chính, thương nghiệp, công nghiệp, kỹ nghệ, truyền thông và giao thông. Chicago là một thành phố toàn cầu có thứ hạng cao. Văn hóa Chicago có những đóng góp cho các nghệ thuật thị giác, tiểu thuyết, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, đặc biệt là jazz, blues, soul và là nơi khởi nguồn của nhạc house. Thành phố có nhiều biệt danh, chúng phản ánh các ấn tượng và đánh giá về Chicago trong lịch sử và đương đại. Được biết đến nhiều nhất là thành phố lộng gió và thành phố thứ nhì. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.